Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ nói về chủ đề trồng răng implant toàn hàm. Thì nụ cười thể hiện sự tự tin của con người, nhưng đối với những khách hàng đã bị mất răng lâu năm hoặc răng bị viêm nha chu sâu đậm nhiều thì sẽ dẫn tới kém tự tin trong phần giao tiếp. Chính vì vậy, trồng răng implant toàn hàm giúp phục hồi lại một nụ cười thời trẻ, đồng thời vẫn cải thiện đảm bảo chức năng ăn nhai, giúp cho khách hàng lấy lại được sự tự tin như ban đầu. Phương pháp implant toàn hàm được sử dụng cho những bệnh nhân bị mất răng lâu năm hoặc những bệnh nhân bị thiếu hỏng răng bẩm sinh, hoặc những bệnh nhân có chân răng lung lay sâu vỡ lớn nhiều cần phải nhổ hàng loạt răng, những bệnh nhân bị viêm nha chu do có tiền sử hút thuốc lá nhiều cần phải nhổ nhiều răng, thì đây chính là những đối tượng chính cần cho sử dụng phương pháp implant toàn hàm. Tại MCAP, chúng tôi thực hiện phương pháp implant toàn hàm dựa trên hoàn toàn bằng kỹ thuật số. Đầu tiên, khách hàng sẽ được quét dấu răng và scan dấu bằng máy truy xét. Sau đó, kết hợp với dữ liệu con beam CT được chụp từ máy Newton, chúng tôi sẽ tiến hành lên kế hoạch đặt implant và thiết kế máy hướng dẫn phẫu thuật. Sau khi đã thiết kế máy hướng dẫn phẫu thuật, chúng tôi sẽ thiết kế ngay một hàm tạm để lắp liền ngay sau phẫu thuật. Như vậy, sau khi phẫu thuật, bệnh nhân sẽ có răng tạm để đeo ngay liền. Và cùng với việc sử dụng máy hướng dẫn phẫu thuật, bệnh nhân sẽ ít bị đau, ít bị xâm lấn, ít bị chảy máu sau khi thực hiện phẫu thuật do đã có máy.